Ở từ từ coi chừng đứng ngay không dẫn. Gạt ra vô. Lúc đầu thì em với Ngọc Anh đều nghĩ là rất là dễ, tại vì em với Ngọc Anh đều là những cái người mà đã đi tập gym rất là nhiều. Cho đến khi hai người lên thực tế thì mới hiểu là cái này nó cực kỳ cần cái sức lực. Sao, cố lên. Hay quá, ghép vô nhau luôn. Rồi ok, đẹp vào đó, ra. Đúng rồi, chống mạnh lên. Đẹp nha. Mặt trong lên, powerful lên. Tách cái mặt em ra khỏi cái tay. Rồi ok. Em bị nghiêng vô hoa quá, em thẳng người lại còn anh. Em đang bị nghiêng. Đúng rồi, thẳng người. Đúng rồi. Rồi khép một chân vô, sát vô, khép một chân vô, sát vô. Đúng rồi. Thú thật là em rất là thích kiểu đu dây vậy á. Nhưng mà đúng là làm nó khó hơn nói rất là nhiều mọi người. Đúng rồi. 1, 2, 3. Cái khó nhất khi mình đứng trên đó là mình cần phải giữ cái sự thăng bằng á. Thăng bằng lâu thì nó rất là mỏi và cái dây cạo vô người mình đau khủng khiếp luôn. Rồi buông em. Cái ta. Em chấp hai cái chân em lại luôn nha chị. Thả người xuống luôn. Rồi. Rồi. Kiểm soát lực nha mentor. Đây phải gọi là thực sự là cái thử thách đáng giá cuối cùng, khó khăn cuối cùng để thử thách tất cả các thí sinh. Đẹp. Rồi, đẹp rồi đó. Dáng đang đẹp, diễn thần thái thôi. Thẳng cái tay ra Ngọc Anh, tay kia kìa, tay nắm hai bạn mạnh lên nè. Ráng lên Ngọc Anh đó. Nhìn lên. Tội nghiệp Ngọc Anh quá nè. Các bạn đã làm được, Hoàng Yến nói thật luôn là vượt ngoài mức mong đợi. Các bạn rất là lăng xả. Ngọc Anh em đã đi rất là xa rồi. Và chị rất là thường xuyên thấy em vào top 10. Cho nên chị rất là hãnh diện, chị rất là thích em luôn á. U mê nha. Còn với Quỳnh Hoa thì tại vì cái chất em nó sang, cho nên khi em mà em pose dáng kiểu gì nó cũng sang hết. Và chị cảm thấy là em rất là hiểu cái cơ thể của mình, cho nên là em vào dáng rất là nhanh. Nhưng mà chị cũng mong chờ xem là với cái thử thách bên cạnh thì em sẽ làm như thế nào. Hai em cũng rất là nỗ lực như các bạn trước, nhưng mà anh vẫn thấy Quỳnh Hoa rất là strong và có chút xíu gợi cảm trong đó nữa. Tôn lên bộ váy mà bạn đang mặc, về tinh thần của bạn rất năng nổ trong cái tạo dáng, trong cái thử thách này và trang phục mà bạn mặc. Và không có nghĩa là Ngọc Anh sẽ là điểm trừ của anh. Ngọc Anh vẫn rất strong luôn, rất là cố gắng và lăn xả. Và có thể là chút xíu nữa hai bạn sẽ thay nhau về cái dây TRX. Ngọc Anh sẽ thể hiện ra rõ hơn nữa. Cảm ơn hai em. Trước khi tụi em vào set 2, chị cũng muốn góp ý một chút xíu về thần thái. Phải mạnh mẽ hơn trong ánh mắt, thoát ra bên ngoài để người ta nhìn vô wow, cô này thật là mạnh mẽ. Còn Ngọc Anh thì em có cái điều đó rồi, và chị mong muốn là em đừng bị nhiều quá. Khi em nhiều quá nó sẽ biến thành dữ. Mình đừng bị lầm lẫn giữa cái việc mà cá tính là bị dữ nha, nó khác nhau. Lúc nãy đó. Ngọc Anh lên nó mặt ngầu quá trời ngầu. Ừ, đừng ngầu quá là thành dữ. Nhưng mà có một cái lưu ý là Ngọc Anh là cái logo của em trên trang phục của em nằm ở một bên, cho nên rất là dễ bị che cái logo của thương hiệu, thì em lưu ý một chút xíu. Dạ vâng, em cảm ơn các chị. Cảm ơn ban giám khảo. Và trước khi mà hai bạn tiếp tục lượt thi thứ hai của mình, xin mời hai vị huấn luyện viên sẽ lên thị phạm. Nhưng mà riêng huấn luyện viên Kim Duyên thì chắc là sẽ phải cởi giày, tại vì gót giày á gãy luôn rồi, do là hồi nãy giờ giúp các bạn tỏa sáng. Được. Rồi, xin mời. Phương đánh giá rất là cao cái tinh thần, cái năng lượng, sự nhiệt huyết và tận tâm của hai mentor. Thấy nhìn powerful quá nè, Duyên nè. Thấy là đẹp quá. Chị rồi, các chị kéo cho. 1, 2, 3. Sorry. 2, 3. Với Duyên thì Duyên với chị Thủy cũng cùng lên trên thử thách để mà hiểu được là các bạn sẽ phải gặp khó khăn gì để mà mình có thể giúp đỡ các bạn ngay lập tức. Đẹp quá. Đẹp. Rồi ạ. Đã có rất nhiều tấm ảnh đẹp. Được hai huấn luyện viên vào làm mẫu mọi người, thật sự rất là tuyệt vời. Giữ liên tục luôn hả chị? Thần thái là giữ liên tục luôn, đừng có... Được chưa? Ở dưới là để tụi chị xử, còn tụi em là cứ diễn thôi. Kể cả dù có như nào có đung đưa nhà mặt, thần thái của chị sẽ luôn luôn giữ. Còn chị Duyên thì chị control được cái dây rất là tốt và chị đứng rất là vững trên cái dây đó. Cái điều đó đã giúp Hoa và Ngọc Anh có thêm nhiều cái cảm xúc, có thêm nhiều những cái ý tưởng để mà thực hiện phần thử thách ngày hôm nay. Sẽ móc vào đây ạ. Chỗ này, móc đâu? Bớt lại, nó sẽ hơn. Móc sao? Móc sao? Móc sao? Chị muốn móc cái chân như trong cái này của em, nó móc vậy nè. Đó. Hoa cảm thấy là hai chị là người, những cái người huấn luyện viên cực kỳ là tâm huyết và cực kỳ là tuyệt vời với tất cả các thí sinh. Đó, đúng đẹp. Đúng đẹp. Vô rồi đó. Đẹp. Rồi. Không sao, chị dịnh rồi, không sao. Rồi, chụp. Rồi, máy. Đúng rồi.
Từ 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 từ, em hãy cao lên, em cao lên, em hãy cao lên. Bởi vì mình là một cái người mà cái kỹ năng chụp ảnh, cái kỹ năng cắt quốc cần cải thiện rất là nhiều. Và mình cảm thấy là ngày hôm nay mình được chụp chung với chị Hoa đó là một điều may mắn. Chóng hông luôn ha, có gì mất cái cổ ha ơi. Ừ đúng rồi, Nguyễn Ngọc Anh thì thể hiện tốt rồi nhưng mà còn một chút xíu gì đó chưa có tương tác với mấy ảnh lắm. Còn Quỳnh Hoa thì riêng tôi cảm thấy là rất là tuyệt vời. Để đưa tiếp, nó còn đà để đưa đó. Rồi này, hai đứa nhìn nhau nè, hai bạn nhìn nhau nè, nhìn nhau. Năng lượng hơn đi các em ơi. Đúng rồi. Không, làm liên tục đi Hoa, mỏi lắm. Cố lên nào, tương tác nào. Ở cái thời điểm hiện tại, ở ngay cái giây phút này á, thì mình cảm thấy là không có còn thi cử gì nữa mọi người. Mình cảm thấy đây là một trong những cái trải nghiệm mà rất là đáng quý của mình. Bây giờ sẽ là lượt thí sinh thứ tư đến từ hai thí sinh có số báo danh 333 Vũ Quỳnh Trang và 686 Nguyễn Thị Phương Thảo. Xin mời hai bạn. Ngày hôm nay thì Duyên rất là vui tại vì khi mà các bạn bước vào trong cái vòng thử thách này á, các bạn đi với một cái tâm thế rất là tự tin, rất là bản lĩnh. Đúng là trải qua được 9 tập của Tôi Là Hoàng Vũ Việt Nam, các bạn đã thay đổi lột xác rất là nhiều. Thì xin mời hai vị huấn luyện viên sẽ lên giúp hai bạn để xuất trận thật là tốt. Tụi em có phân chia ra ai đạo cụ nào chưa? Không nghĩ rằng là khi mà đi vào trong và thực hiện thử thách thì nó lại khác hoàn toàn với những gì mà mình tưởng tượng luôn. Thì nhắc lại tiêu chí của nhà tài trợ là mạnh mẽ, cá tính, khỏe khoắn. Các em cố gắng thể hiện tinh thần đó đẹp nhất và tương tác với nhau nhá. Ok, đẩy thôi, giờ tương tác chứ có đẩy thôi. Chị sẽ đẩy em nha. Em gồng cái chân lại nha Thảo. Đừng có cười nào Thảo. Đó đúng rồi đó Thảo ơi. Cái thầu chỉnh chắc cái tay vô. 2, 3 coi nha Thảo. Hai bạn liên với nhau nè. Rồi nhìn nhau nè. Rồi. Trang hơi căng nha, thoải mái ra nào. Điều khó nhất chính là giữ được cái thần thái và tự tin biểu cảm ở trên gương mặt. Bởi vì trên cao mình nhìn xuống dưới nữa, đầu óc của mình cũng không nghĩ được gì nhiều, nên là gương mặt sẽ rất dễ là căng thẳng. Hai bạn ơi, cho thang để đổi chân. Cởi giày ra đi. Đôi giày đẹp đâu. Không, em đổi chân là được, em đổi chân là được. Cái này nè. Thảo thì không sợ độ cao, thế nhưng mà hôm nay phải mặc bộ đầm nó rất dài với cả đôi giày cao gót nữa thì thực sự là mọi thứ nó không còn là của mình nữa. Nhưng em ok chưa? Đúng rồi, đó. Vừa bị quay. Đang power, đang mạnh mẽ. Đây là một thử thách đồng đội cho nên là Trang cố gắng lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng để mà khi mà Thảo sẵn sàng là mình sẽ có được ngay những bức hình đẹp nhất. 1, 2, 3, vô. Đúng rồi. Co chân kia lên được không? Chiều quay luôn, kiểu như rồi, này quen, anh chụp đi, anh đi, anh chụp đi. Vô luôn nè, vô luôn nè. Trang dữ nha, Trang đẹp á. Đúng không? Vô nữa, vô thêm cái nữa nè, diễn đẹp luôn nha. Chú ý cổ ba. Cố lên. Hai mentor là chú ý nè. Đẩy vô, chị thử đẩy vô. Đó, đúng rồi. Cho hai bạn đổi bên đi. Đổi bên. Phải giữ thăng bằng ở trên dây như kiểu là nằm ngoài tầm với của mình ấy. Trước khi vào xuất chụp á thì anh rất là thích cái năng lượng của hai bạn. Tuy nhiên là có thể là vào trên đây thì các bạn hơi sợ độ cao một chút xíu hay sao anh không biết. Cái tinh thần anh thấy nó bị giảm xuống. Thì anh hy vọng là các bạn sẽ lấy lại cái tinh thần để có thể tạo ra những xuất hình đẹp hơn. Hai bạn cái thế mạnh đều là nhảy. Cho nên chị đã kỳ vọng là hai bạn giữ thăng bằng rất là tốt. Nhưng mà lên đây các em run quá cho nên là chị cũng run theo các em luôn. Hy vọng là lần này các em sẽ làm tốt. Thực sự chị nghĩ được nãy giờ cái shot hình đầu của chúng ta là chưa có được cái hình ưng ý. Thế nên chắc chắn cái lần này nó sẽ khó khăn hơn cho các em rất là nhiều. Chị rất mong là tụi em sẽ phải giữ được từ đầu đến cuối trong suốt cái shot hình. Chứ còn như nãy giờ là chị đang thấy Thảo là đang quá loay hoay với cọng dây. Ở đây thực sự là một cái màn thi mà rất thử thách tất cả các em. Vừa phải thần thái thực sự, kiểm soát được ống kính, kiểm soát được thân hình của mình. Và lại phải thể hiện đúng cái tinh thần của nhà tài trợ. Thế nên phải cố gắng hơn rất là nhiều nha. Rồi, cảm ơn các em. Hai em có muốn tháo giày ra trước khi cho cái lần mình đổi giày? Và hai em cũng nên nhớ rằng là video của mình không phải lúc nào chúng ta cũng phải là phải sắc, phải bén. Chúng ta cứ phải là năng lượng của chính bản thân mình tỏa ra và lan tỏa đến người khác. Cái đó là điều quan trọng nhất. Các bạn có thể cười, các bạn thoải mái tất cả những gì các bạn có trong bản thân của bạn. Rồi, sao có Thảo hay không? Dạ không Thảo ạ. Ok. Không Thảo, ok. Rõ ràng chất lượng thí sinh năm nay quá tuyệt vời. Các bạn dám thử thách bản thân của mình trên đôi giày cao gót. Hết mình cháy với tất cả những gì các bạn có. Đúng rồi, đẹp rồi, giày đẹp rồi. Đúng rồi. Đẹp rồi Duyên ơi. Đó. Đúng rồi.
Thủy ơi, cứu Trang, cứu Trang, cứu Trang. Cứu gì, cứu gì? Ok, chú, em luôn luôn thẳng cái chân này, em thấy kiểm soát được cái dòng. Coi chân nữa coi. 3, go. Thủy ơi, Thủy đẩy cái chân kia kìa Thủy. Thủy đẩy cái chân trụ á. Mình cũng vận dụng được khả năng giữ thăng bằng biểu diễn dance sport và trong thử thách. Thế nên là mình cũng tự tin hơn một chút xíu. Yo. Em đang nhìn cười. Coi chừng mất mặt Hảo ơi. Trang ơi, tay cao tay thấp. Ăn gian 3/4. Ôi Trang kiểm soát chân lại đúng rồi, đẹp. Đẹp, đẹp. Mũi chân nha Trang, đẹp. Nhớ duỗi mũi chân phải ra. Đẹp. Thủy rất thông cảm cho bạn thí sinh nào tham gia thử thách á mà bị lung túng. Bình tĩnh lúc đó khó lắm, nhưng mà mình vẫn phải kêu các bạn như vậy để có xuất hình đẹp nhất. Trang ơi, thả lỏng, cái tay đang bị đỏ. Đang đỏ. Tay của em đỏ. Tay quá đỏ. Trang đỏ tay rất là nhiều, nhưng mà mình cũng phải cố gắng là làm sao mà quên hết đi tất cả để mà mình tập trung vào cái phần thử thách mình nhiều nhất. Thôi nha, lần cuối cùng. 1, 2, 3, thần thái. Không sao, nó còn đà, không sao. Tiếp, không sao, còn, 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 yên tâm, diễn tiếp. Sao luôn nào, diễn này vào. Vô nữa kìa, đúng rồi. Diễn luôn, vô cái nữa nè, sắp vô rồi. Rồi, cảm ơn sự cố gắng của các em. Bị gặp khó khăn khi mà thực hiện thử thách, thế nhưng mà mình vẫn thấy rằng là chúng mình đã cố gắng hết sức mình rồi. Uni Media.